nóng quá. Ủa, nhà vắng que trời, đi đâu ráo rồi, từ nãy giờ về mà cũng không thấy ai hết. Rồi ăn cơm nếp rồi nấu đây, không biết là có ai ăn hay không. Xe ai vậy? Ủa, làm gì mẹ con về nửa đêm vậy? Đi về chơi. Đi dạo ngoại vậy? Ừ. Hôm nay nhớ ngoại không? Nhớ nhiều không? Học xong chưa? Rồi về ở hay về mà về tới thui vậy? Má mới về. À. Về ở vài bữa, lúc ngày công ty không có hàng cho nghỉ về. Rồi không có làm hả? Về. Hả? Nghỉ hả? Không nghỉ. Có làm hả? Nghỉ nè, đem đồ về nè. Ủa cha đâu rồi? Ngủ rồi hả? Đi về chắc mệt, đi nằm ở đâu rồi? Ngủ sớm. Ừ. Rồi về chơi ít bữa hả? Về chơi vài bữa, nốt đi làm mà về. Chứ trở anh không có mận gì ha, đi có hỏi người ta không à? Thì chơi chiều giờ mận công chuyện đi làm. Đâu đưa ngoại coi coi giống mặc áo ngược quá. Mận công chuyện rồi mới mặc áo ngược nè. Đổi đi nè. Đổi đi, đổi mặc nãy lại. Nãy tự bận nè, mẹ quên coi. Mà đổi đi, mặc lại ngược nè, rồi nè, mày đổi lại nè. Dép đâu xong mang vô. Về chèo leo. Lúc gậy cũng nghỉ hè rồi. Chiều ăn cơm chưa? Sẵn sinh về chơi. Cho nó về đây chơi cho đã. Chiều con cơm chưa? Bà ngoại hỏi rồi. Cơm gì? Ăn cơm với gậy. Cơm gì? Hả? Trời ơi, ăn mới ăn hồi chiều mà giờ không nhớ luôn. Ăn cháo à. Ăn cháo thịt vịt đó không? Cháo vịt. Cháo vịt ai nấu? Mày á. Ngon không? Rồi về ngủ với ngoại chịu không? Chịu không? Hả? Tối nay ngủ ngoại ha. Chịu ngủ ngoại không? Chợ anh có hai bột măng sắn về cho mẹ. Ngày mai ấy đi chợ mua dừa heo gì nấu ăn. Măng dừa heo thì mai mua nấu ăn. Đi lên dáng ngồi nè, đủ phá của bà ngoại. Nghỉ hè chưa? Thay rồi, nghỉ ừ, hè đó. Mới nấu đó. Ăn, lấy chén bới ăn. Mình đi nấu với... Mẹ mới nấu hả? Mới nấu. Ủa? Vợ chồng sang đâu rồi? Đi đâu mất tiêu không biết. Tao về rồi, tao thấy đóng cửa tới xui rồi. Nãy giờ lụi hụi nấu con nếp mà chưa thấy ai về hết trơn. Nó đi đâu mà chưa về tại đi dưới hay đâu ai biết chứ giờ này dưới đâu không nói mẹ hả? Không, không nhắn nữa, có điện thoại không điện hả? Mai hỏi nói gì hết á. Bữa này có bắp nữa, đậu xanh nó ngon à, béo không? Bên ăn không lấy chén múc ăn không? Ăn mẹ ấy ăn nè, nhảy té ra nhàn nghe không? Lì phải không? Lì là mẹ chở gì trảnh đó, mẹ ở đây đó, ngồi có chỗ đi, lại ngồi với bà ngoại nè. Miểu ơi, nhắc ghế lại ngồi với ngoại, ngoại hỏi coi. Học con học giỏi không? Giỏi không nói chứ gục gặt ai biết cái gì. Con học giỏi không? Có miệng không? Dạ giỏi. Đó, mấy điểm? 10 điểm. Quá trời nực điểm. Thiệt không? Quá nực luôn. Bữa nào đem tập về ngoại coi. À, cô có nói lãnh thưởng gì không? Nghỉ hè chưa? Dạ. Còn đi học không? Hả? Dạ. Nghỉ hè rồi, mới về đi ngoại chơi nghỉ nè. Nghỉ hè rồi cô có nói lãnh thưởng gì không? Dạ. Có nói ngày nào lãnh thưởng không? Mẹ ăn chưa? Chưa, mới nấu mới nhắc lên á. Con ăn không? Con cái chén nè. Nè lấy đũa múc, ấy ăn đi con. Ăn chung đi để mất công hai ba chén rửa mất công. Nóng thôi, đi nóng cổng lưỡi lên lên đây là ngồi gì đâu mà đứng ở dưới. Chú gại nghỉ hè rồi, mốt nay con nghỉ thì giữ nó chứ mốt con đi làm này trở về đây và giữ giùm nha.
Sao không gửi bà nội nó giữ? Ủa chả bà nội cũng đi ruộng thì tùm lum la đâu có. Đây ta cũng đi ruộng ai lãnh, lãnh này sao đi đâu được. Viện liễu rồi đó. Giữ giùm. Con nó giữ rồi nó chửi nó quánh rồi đừng nói à. Chiều rước về ta ngoan cũng chết luôn à. Bắt cái quạt lên mẹ. Quá là đổ hôi luôn à. Ôi ướt áo luôn á. Ai biết. Ngon. Ngoại nó ngon. Này không phải con nó lại lại nó có giữ được không hay thì nó có mẹ ở đây không lẽ à quánh răng chịu rồi tao quánh. Không biết trời đất ơi sao tao cản được ở đó quánh là gì à, có quánh là gì mét mẹ nghe không dạ mà tao ngoan không quánh gì ngoan cũng chết bị quánh quá tao đổ mồ hôi ngon con dạ ngon đàn ông nói chuyện lớn lớn lên nói gì xíu 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 mạnh dạng lên nội bà nội có cưng không ừ? Có không dạ có ướt ào trơn luôn lúc thì sáng con chở về thì nó ở đây thì chiều con đi làm gì con rước về về trển mất công vậy. Chứ giờ sao giờ chứ nghỉ hè mày để nó ở luôn chịu ngủ luôn ở ngoài luôn chịu không mẹ chịu chịu á chịu rồi uống nửa đêm khóc rồi ai chở về nửa đêm khóc, khóc không rồi, rồi sao rồi ai chở con khóc không không à hay lắm mà. Chứ ngủ nửa đêm mà kiếm mẹ rồi đâu ra ăn đi con ngồi đàng hoàng ăn làm co đầu rút cổ vậy nãy tính đợi cha nó chở đi luôn mà ai điện đi xe rồi đi rồi không có đi hai mẹ con tự về nở về bữa tự đi tự về cho nó khỏe ăn đại đi con ăn đại đi ngủ bà ngoại buồn ngủ rồi ăn đi rồi ra đánh răng nữa kìa ăn rồi mới bẻ hai cái răng sâu 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 răng nó răng như vậy nè không có sâu mà hả sụp xịt rồi rồi cái khác nó mọc lên kế luôn nó mọc chồng lên luôn mà không miếng sâu nào luôn nữa mới bẻ hai cái đó tự nhiên dòm tại vì rồi. Nó nhỏ quá sụt sịt nó không biết nó không lắc sao cái mọc mọc cái răng rồi để lâu quá cái răng trong nữa để nó mọc nó tới giờ nó mọc rồi làm gì đổ mồ hôi ghê không giống cha nữa đẹp trai nha ôi bà ngoại khen tự khen cháu bà ngoại đẹp trai kìa đâu đâu nhìn cặp chân ngoài đẹp không khui tối ngày hết đầu trọc về hoài luôn hả không có cho tóc dài luôn vậy cho mát đổ mồ hôi quá trời nực chết vậy mà còn đổ mồ hôi ướt ha ngon không dạ ngon ăn ngồi đàng hoàng ăn làm khum sát vậy ngồi vậy nó múc ăn khum chi sát cái đầu xuống ăn đi uống nước rồi đóng cửa ngủ ăn lẹ đi ngủ ngoài buồn ngủ rồi dắt xe vô đi đóng cửa tắt đèn ngủ thay đồ đi ngủ rồi sáng dậy sớm đi chợ rồi. Vừa mới bẻ bán hay vậy mẹ ừ hả ừ rút lại nhiêu chục 70,000 ngon vậy ta bán nhiều ít hái nhiều ít bẻ nhiều ít ít sáng Biên đi chợ với mẹ không nè đi ngủ có dậy sớm không mà phải dậy sớm mới đi chợ với mẹ chứ đi trễ rồi đi ta bán đồ ăn hết lại lấy gì đi lấy gì mua đi chợ dậy sớm à ừ cắn múc ăn đại xong đi chưa mẹ ăn không ăn đi ừ tối không ăn đưa mẹ ăn đi đút ăn. Mẹ ăn phụ đi bập đút mẹ ăn phụ đi rồi dẹp rồi đi ra đánh răng nè nó để mấy sáng ăn đi dẹp nước nè xách măng để dưới đi con để dưới mai mẹ mua giò heo về nấu canh đem dưới để dưới á dẹp đồ
Để ngoài lót nước ấm luôn. Chưa. Nước đi rồi súc miệng đi rồi đóng cửa ngủ. Đi ra sao súc miệng nè. Nước nóng hả? À, nước nóng mà. Ngoài đưa nước nóng mà. Uống nhân. Tối uống nước cho em, uống nước ấm cho ấm bụng. Trời ơi, chừng bò mày mê chứ. Khi muốn cho á bắp ăn cũng chưa cho nữa. Kêu quá trời kêu luôn. Không nghe bò kêu, ổng không sót được hay gì trời. Giờ xách quần đi uống cà phê rồi. Chừng bò mình mong phải gớm luôn. Thì ham nội mới sáng đóng rồi thấy gớm luôn. Ăn mắc trứng mày bơi ra mày xả chi vậy? Thiệt cái tình á, sáng cũng cho bò ăn giờ mới lo xách quần đi vậy. Người kiếm lửa đâu dữ trời. Bà nó bả chưa dậy nữa hay gì á. Về đây sung sướng quá à. Về nhà mẹ ruột mà. Hả hồng luôn. Trời đất ơi. Mấy này quên mà. Quên nhổ ra như đám rừng vậy trời. Hàng chi nãy giờ bận cấn cấu. Đi trưa nhổ luôn. Quên lấy cái muỗng giờ làm biến đi quá. Bóc mẹ đi. Nấu ăn cũng được quá chứ. Sáng mẹ ăn xôi hôm nấu hồi hôm nè. Ăn hồi hôm này vợ chồng nó mấy giờ mới về tới? Ừ tao ngủ rồi. Kêu tao dậy tao mở cửa cho đâu biết mấy giờ đâu. Đâu coi đồng hồ. Quét ngoài chuồng bò kìa. Giờ con đi chợ, con ngủ ở chợ. Binh còn ngủ không? Lát mày coi nó dậy mẹ dẫn ra nha để quen rồi khóc á. Mua giò heo về nấu canh măng ăn. Cũng tính vậy nè. Đi đủ liễu đi chợ, hai chị em đi chợ. Mua gì nữa không? Có hôm qua đó có ăn thì mua thịt về hầm. Hầm qua nữa hả? Thì hả ăn hầm ai biết. Muốn ăn mai. Để con ra ngủ rồi kêu nó đi chợ. Trưa nấu canh là chiều mấy hầm hôm qua. Ai biết hả ăn mà mua thịt. Mua chừng vài trăm cá sai thôi. Cá sai với thịt hả? Thịt sai luôn. Mua ta làm sẵn luôn ha. Vậy cho tiện. Mua thịt người ta sai sẵn cũng được. Còn mấy mua đầu ba rọi á. Mình đem mình rửa rồi đem lại người ta sai. Đầu ba rọi hả? Ừ. Có mỡ mỡ, ngạt ngạt cũng ngon. Ngạt không cũng không ngon. Thì người ta sai sẵn chứ cũng có mỡ cái gì. Thì chừng nửa ký à. Ở cái thịt với vài trăm gram cá thôi. Chứ đừng ấy cá nhiều nha. Rồi mình biến lấy cái muỗng. Đi 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 để trưa. Đó
Trời ơi, 7 giờ mấy rồi. Đi không biết còn giò heo để mua không nữa. Thì qua coi còn mua, không còn mua xương. Rồi nay Liễu dậy sớm quét giỏ gì trời. Ê vô thay đồ đi chị, hai chị em mình đi chợ mua đồ ăn. Để em vô thay đồ cái. Ủa chị về hôm mấy giờ? Hôm về chắc cỡ tám mấy quá à. Sáng má nói mới biết chứ thôi đâu biết đâu, hôm về khuya ngủ trơn. Hôm qua có đem về hai mục măng ở bát trên trển cho kìa. Mua giò heo về nấu măng ăn, nấu canh. Em vô thay đồ. Sáng sáng nó đi đâu sớm rồi? Đi ruộng rồi. Sao giỏi như vậy? Trời ơi, nay hai chồng giỏi dữ rồi. Lát mẹ dọn pin nha mẹ, nó sắp dậy rồi đó. Nó dậy thôi không thấy còn cái nó khóc à. Con đi chở chị hai nha má. Ờ. Ủa, lấy vỏ. Ờ, quên lấy vỏ. Thôi, vậy con dậy rồi hả? Thôi con ở nhà với ngoại đi. Mẹ đi chợ lát mua bánh về ăn nha. Mẹ đi với mơ út. Hồi dạ mơ út kìa, hồi tối về không có gặp mơ út. À quá. Thi chưa con? Thi chưa? Mổ khổ thêm thi chưa? Thôi hả? Dạ rồi. Làm gì mới sáng gãy vậy? Chưa, mũi cắn. Kiến cắn gì á? Ở nhà ngoan nha. Đi nha má. À. Sáng về nói con đi chợ nha. Được chưa? Ở nhà ngoan đi, lát mẹ mua bánh về. Được chưa Liễu? Rồi rồi chị ha. Đi trễ quá, biết giò heo còn không chị hai? Ờ, rồi hôm này đóng cửa đi chơi hả? Lâu lâu lạ chỗ quá, ngủ không được, nên ngủ về trễ. Để chị hai nói nay ăn giò heo nấu măng thì sáng đi chợ sớm. Ui, chợ chết phải đi sớm mới còn chứ không thôi. Tối về có gặp em đâu. Tối em với sang đi về má chơi. Ui, lâu lâu về thì ở chơi tới khi mới về. Được rồi. Mà nắng quá trời, mà đây cái áo giờ tay bận vô trời. Lại quên đeo, thôi lấy khoác luôn, gấp đi. Ở nhà có bóng cây thấy mát mát, rồi ra đây thấy nắng quá. Sợ đi qua chợ trễ quá, không biết còn không, lấy mua nữa nè. Trời, đây ta chặt cây trống trơn ha. Cây dưới người ta rồi. Giờ gửi gì đó. Giờ gửi có lấy tiền không ta? Ủa đi chợ trễ quá rồi. Ra vô gửi đi. Gửi đây cho mấy. Sáng con gì cắn nước quá. Con giọt bánh. Có hẻ không con? Lẹ lẹ vô con mua còn ký. Về heo không? Lát vui xài nha. Đúng quá. Hồi mang cục dâu quá trời. Rồi xong. Ê còn. Hết giò heo rồi. Hết giò hả chị Thủy? Dạ mở 45 miệng đi. Còn bắt giò. Cái bắt không bắt giò nè. Sao giờ ta? Mua bắt giò hả? Chị hai lửa đi. Đi sớm quá nè. Trời ơi, có bắt giò đó con. Này nhiêu như 70 ngàn nè, cái ông nó nhỏ xíu rồi nè. Hết giò rồi chắc mua này quá. Lấy đại này giò hết đi ăn cho ngon. Bán ha, em hái này đi chị ơi. Ủa lần nãy nói vậy là mua hầm mũ qua không? Mua xíu hầm luôn đi chị hai. Chiều hầm chiều ăn chưa thì mình ăn canh. Chưa mình ăn canh giò heo rồi giò heo hầm mang chiều mình ăn hủ qua. Uống nhiều quá bỏ lại bớt. Mua nhiêu ta? Cái này là gì kêu bằng gì? Đào ba gọi hả? Đào ba nội.
ba rồi cái nạt đó mà mấy đây này rửa rồi sai rồi mắt chi thịt sai này không mua mẹ nói này ngon hơn mẹ nói đó là nó hơi mỡ thì có mỡ nó mới ngon thì muốn có mỡ kìa không đây cũng đang hết tiền ủa còn có miếng này phải không đang miếng nữa nè cũng đầu ba rồi luôn ủa mua cá không ta để mày nói mua miếng cá mua cá ít thôi còn thịt mua nhiều rồi lấy hai này luôn rồi để ấy rồi đi rửa nữa đi rửa mới xài vậy chị đi chặt cái giùm em nha cái này 50.000 nè biết rồi chị ơi mày cầm nhẹ nhẹ thôi con có cái rổ đó không mày chung 50 dưới này nãy chị nói 2 ký 185 bớt 5.000 đi lấy hai cái giò luôn rồi tại vì phải trả giá cho bà bớt rồi nãy giờ đợi chị chặt lâu quá thôi chị đi mua khác em ở đây đợi chặt rồi lấy nha chị đi mua khác chị nha. Đi chỗ nào nữa chị đi Đà Nẵng á nha à, chị đi chứ ủa của em nó bà trả tiền chưa vậy ủa chưa trả hả trời đất ơi bà la hèm ăn hầm giò heo mà giờ mua rồi mất tiêu rồi là nãy giờ em 185 phải không 140 50 190 không bớt 5.000 luôn trời không bớt ngàn hả bớt ngàn chịu không bớt 2-3.000 để đi trời chứ phải đi giờ trả tiền luôn trời bà mới về chơi á bà đem hai búp măng đó rồi bà la hèm măng hầm giò heo đó à. Sáng đi kêu đi chung nè hèn chi vậy mới kêu đi chung đừng trả tiền nè trời ơi em 190 nha em tắt chín đi con bớt nghèo nó tương một vàng ghét ghê mua hoài qua đây mua hoài luôn á gần bên gỡ ta có mà ta không mua ta qua bên đây ta mua đó trời ơi dầu mỡ không à nãy tay còn dơ hầy nè nắm tay cái đi ổng đâu nè ổng phụ hà nắm tay cái ha ổng phụ hà rồi cảm ơn em chị chị mà đang 189 to đi nãy ta rờ nắm tay rồi đó không thấy à ta rờ vô chục không coi cũng vàng kìa bà ơi trời giờ bà đi xứ nào trời đi tìm ở đây hôm đi nha cảm ơn nha chị Hai ủa trời ơi đi kiếm chết ừ. Đi kiếm cá sai mua nè ăn gì đây nè ủa mà chắc cá hả bằng gì chị ơi mở kẻ đâu đại cá sai không có hả có cá sai không chị không ủa ngày mới không có chị nổi không cái đó nhiêu chị nhiêu bịch vậy 60 hả vậy lấy em bịch đi trời ơi quên rồi hồi nãy đi chợ mà tiền bỏ trong áo khoác kia rồi không mở áo khoác đeo không đủ tiền em trả trả đi 60 mấy rồi cảm ơn thì còn mua gì nữa không chị Hai ha pin nó phái ăn tôm lắm giờ chị không có tiền không đủ tiền lại mua tôm mua cho nó mấy con tôm mua nó mấy con tôm về nấu canh bầu bí cho nó ăn em thấp chị cũng đem tiền đủ mà mua là mua em có còn tiền nhiều không được em đem tới 300-400 lượt thôi lại đẵng mua tôm có gì lát về chị nhà tôi trả tiền lại cho nha dạ yeah.
thịt tượng cá hồi quá trời luôn. Còn cái này tượng này bán sao? Tết tới 13 13.100. Cái này hơn. Hay biết chị mua nào nó pin nó ăn mà nào chị mua nó đi. Trời, bà làng giải luôn. Sáng giờ hết mấy trăm ngàn. Giờ heo cũng tôi trả, ba cá sai cũng tôi trả, thịt sai cũng tôi trả luôn. Thấy mắc mệt. Biết mua giống đất gì nữa. Chắc rồi cho cả ký luôn, biết tiền đâu cả. Còn giao anh cả luôn hả? Ai vậy? 109 này... 60 250 vậy. Nhiêu tiền chị? Cá tượng nhiêu ký vậy ta? Cá tượng chân tương ngon ha. Tới 18 năm chân tương nha. 33.000. Tiền này cô ơi. Sáng đẹp 500 ngàn giờ hết trơn rồi, giờ còn 200 mấy. Có mua gì nữa không chị hai? Coi lại đặng coi có trái cây gì mua gì ăn. Mặn nhiêu ký vậy chị? 25.000. 25.000 còn 26.000. Chắc mua ký quá. Còn như mua. Ủa trái đó trái gì chị? Mặn Hà Nội. Mặn Hà Nội hả? Ngoài miền Bắc đó ha. Ừ, đúng rồi. Chua chua ngọt ngọt. Cái muối ngọt. Sao nó tròn quay không giống trong mặn trong mình ha? Trong mình là đâu? Hả? Trong mình là mặn này nè, mặn ăn cướp nè. Mỗi xứ mỗi khác, cái kia ta là mặn chua mà. Xài thơm ghê. Đó xài trái cây 10.000 ký. Này xài keo hả chị? Xài ghép. Ghép ha. Nha, lửa đại đi để chưa rồi. Cho chị cân dùng hay chưa? 45.000. Hả? Đây có 28.000 ra em cho chị mượn nhiêu nữa chị ha. 17.000 nữa. 17.000 nữa hả? Ừ. Em đủ 17 luôn nè. Nè nè. 30 chứ mà mình cũng lấy tiền đi rồi. Mình tháng giờ hết mấy chục ngàn. Con cho em ký sari luôn đi. Thêm ký. Rồi cho chị mượn 15.000 nữa. Có 25.000 quên 25. Nè nè 5.000. Nè. Rồi. Rồi được rồi, chắc được rồi đó, đi về được rồi. Về nấu cơm ăn nó bụng quá. Ừ. Đi. Cảm ơn chị nha. Ngon quá.
3.000 hả chú? À, 3.000. Thấy bà tàu hủ hết trơn rồi, mua tàu hủ vậy. Có cô trong đây cô bán ngon. Không bây giờ mà thôi đi, chị cũng hết tiền. Không. Lấy một cái bằng chải thôi. Trời ơi, bà la kia mua gì ủng hộ bà đi, cái giờ bà hỏi là bằng chải thôi hả? Chắc chết luôn á. Có em nhiêu? Nhiêu? Hả? Có em nhiêu? 5.000 đi vừa bán. 5.000. Rồi, em cảm ơn. Bằng chải nhà sao nó mau mòn ghê luôn á. Chà, mấy bữa nó mòn lẳng luôn. Dạ. Có gì nữa không? Không chị. Không. Ui, hết tiền rồi. Không đi nha, cảm ơn chị nha. Ờ, đồ đẹp quá ha. Đến trước hả chị ha? Hả? Đây. Rồi chị hai. Rồi với ai giống bà Tám hả ta? Hả? Ai giống bà Tám ở gần nhà mình đó? Chắc bà chở cái gì? Rồi rồi chị hai. Mùi nắng quá. Đói bụng quá à. Giờ mà về đợi nấu cơm ăn nó đói bụng chết luôn á. Xe tải, xe chở bò. Lát về coi tính tiền nhiêu rồi chị trả lại cho nha. Dạ. Nãy giờ mua tôm rồi đó. Giờ đói bụng quá Liễu ơi. Em còn tiền có nhiều không? Cơm đây nè. Còn 200 mấy. Đi ghé, thôi chắc ghé hai chị em ăn cơm đi. Ủa ai dạ. Đang nhìn cười. Trời, không mấy nước mía đi phụ cơm nữa hả? Trời ơi, giờ kiếm tiền thêm. Trời ơi, ghê vậy? Chị còn cơm không chị? Đang làm đó rồi. Đang ấy nè, vô đi. Sao em? Sao anh gặp em ở đâu rồi thấy quen ghê luôn á. Phải không? Ở đó có một kho anh thường như vậy phải không? Dạ không. Dạ từng hà chứ á. Dạ không. Để vỏ xuống đi góp. Chị ăn gì? Đây chị có gì? Thịt. Chị có thịt á. Lấy em dĩa dĩa thịt đi. Dĩa cơm thịt. Em ăn gì yêu yêu đi. Lấy em dĩa trứng ốp la nha. Rồi rồi. Mắc tiền mà bả vô bả ăn. Rồi. Lấy em dĩa trứng ốp la bán thịt nha. Lấy em dĩa trứng ốp la ăn trứng nè. Trứng hả? Dạ. Trứng à. Rồi. Trứng ốp la. Quá. Chiều quá thấy tối thui bà chưa đẩy xe vô nữa hả? Ừ. Trời đất ơi, bỏ xe chúng đẩy có ngày. Nói xui. Hả? Nói xui không à? Trời chứ bà để xe đất mía thấy 5-6 giờ bà còn để là bà không dẫn vô. Dựng xe lại khỏi nắng quá. Rồi bữa nay cái mặt chưa. Ôi bỏ mưa xe bằng mới về. Ông ba đang trả. Không đem tiền mà chấm ôm cũng muốn ăn hết trơn. Có một bắt đầu á. Giờ ông này à. Hơi quá cái mùi cũng đáy quần. Ghê vậy hả? Nhưng mà ông mổ sống cũng ngay ở Bắc Chí Bình á. Ông đang ngày 50 thì bữa bộ mổ 700. Ờ, vậy tại. Thank you.
cái treo một cái dạ. Khô á. Rồi, cảm ơn. Đúng đâu có an toàn. Ăn trứng nào không hả ta? Không, thịt hôm nay nhà kho ăn nghé trứng. Con nó này nha. Giờ cái dặn chưa? Ông lấy miếng sữa có một món ngon quá. Ngon, cơm tiệm ngon. Là dự cảm gì làm ngon kìa. Sáng vậy thấy cơm nếp, có cơm nếp ăn, bắt một miếng ăn đói bụng quá đó. Cơm nếp chị nấu hả? Má nấu à. Sáng ăn miếng béo vậy. Ôi nè, ông lên ông mừng ghét gì gì nè. Thấy rồi ba đó. Thấy rồi mặt đồ nè, đi ba lưỡng mũi nè, đầu cũng ngon. Dạ đâu chưa, nãy giờ có dạ chưa. Dạ ba, anh tay lại đàng hoàng. Anh tay lại, anh tay lại. Ừ. Sửa cái quần nó lại coi cái quần bận gì vậy. Ê, ta sửa quần con lại cho. Bỏ nó chạy. Đi làm miếng ngón nữa. Đó, mẹ mày bài mua chuồng rồi giờ để đóng mấy 3 triệu. 3 triệu là bán mấy? 3 triệu là 7 triệu. Thấy quên một bánh cầm nhau. Ờ, xe ship về. Em nhớ anh. Ô tùm lum á. Nãy thấy mẹ ăn cơm cơm nếp rồi chắc không, để trưa nó tành ăn cơm. Rồi em trước em cũng lần đầu ăn cơm tiệm nè. Người đâu ăn hả? Bình thường đâu có ăn đâu. Cơm nhà thôi. Có bụng vậy mua bảy bịch thôi, bịch bánh bò đồ, bánh tiêu ăn nó chứ đâu có ăn cơm tiệm. Vậy đó tốn tiền. Chị bữa nào ăn cơm nhà không nói à. Cái tiệm ta ăn cho còn. Mấy cái trứng ăn lẹ mà. Trời ta bán luôn đi chạy mà trả lại chi giờ cũng tách quần qua bán nữa. Chim kêu. Nóng rồi được.
mới xe băng mới về, người bên trên ấy điện gặp vào lên nhà Thanh có. Rồi xuống quanh là cái nữa đủ này đô. Thôi tôi chưa mua mai bán hả? Giờ làm luôn ha, trời ơi mới. Giờ xong cái làm đó cho mai, trời ơi, làm nguyên ngày luôn trời. Em có con chưa? Chưa anh. Chưa cả, có chà lâu chưa? Thì lâu rồi tại chưa có con biết sao nữa. Chưa đẻ hả? Dạ. Còn nhỏ lớn tuổi chưa? Em á. Em nay gần 30. Ôi, chừng còn là có tiền mới dám đẻ anh ơi, chứ giờ không tiền đâu dám đẻ. Trời, anh được đứa rồi hả? Mà bữa nay nó ngồi khỉ ghê chưa? Anh à, giờ tiền bạc không có tiền bạc cũng phải đẻ nữa. Sau này có lẽ nó của cái người đốt nhang. Hồi xưa người ta nói trời sinh dâu sinh cỏ, còn giờ đất của người ta sao trồng cỏ được. Có đất đâu sinh cỏ hả? Thì đó, trời ơi, giờ có nhúp đó cái nhà ở không có đất đâu mà sinh dâu sinh cỏ nữa. Trời, được nền nhà ngay mặt tiền này ngon quá rồi. Rồi cũng buôn bán làm ăn nghề cũng ngon rồi. Trời, như mình tâm kẹt không bán, ví dụ bán cơm nước đâu ai đâu ăn. Ở đây tâm kẹt hả? Ngay đường, còn như em trong kẹt giống như hẻm vậy đó, rồi ai đâu vô trời. Đường nhỏ. Trời, mốt ta phóng lộ lớn luôn á, như cao tốc vậy. Phóng lộ lớn thì không có, phóng lộ lớn. Có ở đây được. Thôi, để xuống nó coi. Nha. Không? Tiền này vậy hả? Tính tiền em chị. Tiền à? 20, 30. Chị dĩa cơm trường chứ trứng 30. Hai người mà ăn có 7.000 hả lẽ chứ hả? Em không ăn thịt, em ăn trứng. Ờ, mình gửi nha. Dạ, em gửi. 6 giờ mà. Không phải. Ôi! Đi vô bánh đây, đi vô đó. Trứng này 10.000. Có xe nước mía bánh rồi. Rồi cảm ơn chị. Chắc mua nước mía gì uống nữa rồi. Đây nhé cô bác. Chị ơi, bán một ly nước mía. Đã bà. Đi đi bà. Đá không ba hay gì nhà bỏ. Thôi bỏ luôn nha. Hả? Bỏ đá không hay gì nhà bỏ. Ai biết bỏ đá luôn hay gì nhà bỏ sao cũng được. Một ly. Hôm đi nha, đi cho chị. Dạ, cảm ơn chị nha. Mà chị xe bỏ lên đi, bỏ lên. Ăn, ăn cho no bụng xong giờ khát nước, uống nước. Rộn chuyện ghê luôn. Sáng giờ hốt mấy trăm ngàn, biết về có trả không? Mượn tiền chưa trả mà giờ tùm lum hết trơn. Nước mía nhiêu ly chị? Của em nhiêu? Hả? Của em nhiêu? 10.000. Trời ơi. Sáng giờ muốn sạch túi luôn rồi. Gần sát bên chứ đâu. Bà hay chở con chó lên đi làm á, sáng mà để ngồi trước á. Thấy bà chạy ha. Rửa chén này nọ gì bù qua tiền điện hả? Không, ta ở mình với cháu khỏe. Có chồng chứ chồng nhậu xỉn gì không quánh đập sao? Bà rửa chén này bù qua tiền điện hả? Trời ơi. Điện ngày xài mấy ký không ta? Bà xài mía này ngày mấy ký không? Trời ơi, bển à. Ủa không? Mắt chiếu. À, bản tiền điện mới hùng qua 300 mấy, ý xài quạt không á. Nắng nóng sao xài quá trời luôn. Tổng tháng đóng 270 mấy ngàn. Là bà có xài cơm điện không? Tùm lum hết mấy. Tùm lum hết ha. Ồ, tùm lum hết. Gặp trời nắng nóng này mấy thằng lính nó chơi hai bọc máy không. Trời, chứ con cái đâu mát đâu, phỉ đâu. Trời, cá lồng tông nổi quá trời. Bữa nào kêu chồng qua câu. Trời ơi, câu được dính tôi mới sợ. Lưới nó còn không vô, câu.
dân đứa bé nó còn không vô. Đứa bé lỗ bự quá sao vô. Nhỏ nhỏ mà còn không vô. Khô dưới người ta. Cứ bà bánh rửa chén thọt thọt xíu không cái người ta bên ta kêu cái chạy qua trời ơi ngày đi 80 giác muốn cả cặp giò luôn quá 10.000 ha rồi em cảm ơn nè chị hai trời lao chứ chút cũng lép nữa gì lao chứ trời lấy rồi nó bu ha em về nha đúng không thôi chị hai uống đi. Tôi dở đây. Dở.